trường công lập Seattle đã có một số bối rối về cách thức các trường học được tài trợ và số tiền đó đến từ đâu. Các trường công lập Seattle được tài trợ từ ngân sách của tiểu bang, ngân sách của liên bang, các quỹ tài trợ và sắc thuế thu được từ địa phương. Vậy vấn đề là gì? Tiểu bang Washington gần đây đã thay đổi cách thức tài trợ cho các trường học. Một số khu học chánh thấy được sự tăng trưởng trong quỹ tài trợ, trong khi những khu học chánh khác như Seattle thì không. Trong khi chúng tôi biết ơn mức quỹ tăng thêm đã được cung cấp, nhưng tiểu bang vẫn không tài trợ đầy đủ cho giáo dục công cộng, gây ra một lỗ hổng giữa quỹ tài trợ của tiểu bang và những gì mà chúng tôi cần cho gần 53.000 học sinh của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là các trường công lập Seattle dựa vào sức thuế thu được từ địa phương. Nếu được cử tri chấp thuận, thì sẽ thu hẹp lỗ hổng giữa những gì mà ngân sách tiểu bang tài trợ và những gì các trường của chúng ta cần. Khi các cử tri chấp thuận, thì quỹ thu được từ sắc thuế địa phương được sử dụng cho các khoản chi tiêu cần thiết cho các trường học mà còn thiếu hụt từ quỹ tiểu bang tài trợ. Y tá. Tiểu bang tài trợ chính y tá cho 104 trường học của chúng tôi, trong khi chúng tôi có 63 nhân viên y tá. Cố vấn viên. Tiểu bang tài trợ cho 115 cố vấn viên cho 53.000 học sinh của chúng tôi, trong khi chúng tôi có 125 nhân viên cố vấn. Giáo dục đặc biệt. Tiểu bang tài trợ 68 triệu đô la cho giáo dục đặc biệt. Chúng tôi chi 140 triệu đô la cho hơn 7.000 học sinh của chúng tôi. Bắt đầu từ năm 2019, trường công lập Seattle sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách do tiểu bang hạn chế việc thu số sắc thuế thu được từ địa phương của chúng tôi và chúng tôi cần cho học sinh tại Seattle. Những thách thức về ngân sách tiếp tục, có nghĩa là việc cắt giảm và các chương trình nhân sự sẽ xảy ra. Trường công lập Seattle ủng hộ một cách tích cực cho các em học sinh và cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc với các nhà lập pháp để giải quyết các thách thức lỗ hổng của quỹ tài trợ này và đảm bảo các trường học của chúng tôi được giữ nguyên. Cho mỗi học sinh, mỗi lớp học, mỗi ngày. Tìm hiểu thêm, xin vào www.seattleschool.org/budget.